Chào các bạn đã quay trở lại với nhóm review. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn module delay DL-M610. Thì module này sẽ giúp các bạn tạo thời gian trễ, làm các mạch đếm và ứng dụng trong các cái mạch tạo thời gian trễ on off theo chu kỳ. Thì mạch ở đây sử dụng nguồn DC từ 6 đến 30V, các bạn cấp ở đây rồi là DVC. Hai chân trích và SGRD này sẽ là chân kích tín hiệu để các bạn thực hiện các cái chức năng tiếp theo của mạch. Tí nữa mình sẽ nói sau. Rồi, các bạn có thể dùng nguồn mini USB ở đây. Đầu ra relay 5V 10A. Các cái phím setup. Thì trước khi hướng dẫn các bạn kết nối thì ở đây mình có một cái lưu ý, đây là ở chỗ này là một cái điểm hàn. Bình thường nó sẽ tách biệt hai cái điểm, nó sẽ có hai cái mấu ở đây, bình thường nó sẽ không hàn, ở đây mình đã hàn rồi đấy, bình thường nó sẽ không hàn. Thì hàn ở đây sẽ giúp các bạn làm gì? Thì đây, khi các bạn kích tín hiệu như mình vừa nói, kích tín hiệu để thực hiện các chức năng, thì bình thường các bạn kích, các bạn sẽ phải sử dụng cả nguồn dương và âm và GND. Các bạn kích, nghĩa là các bạn sẽ kích 2 giây. Khi các bạn hàn ở đây thì các bạn sẽ không cần phải kích 1 giây GND ở đây nữa, các bạn chỉ cần kích 1 giây tín hiệu dương nguồn vào đây, ở chân trích kia thôi. Đấy, các bạn sẽ bớt đi được một chân. Đấy. Sau đây thì mình sẽ kết nối và hướng dẫn các bạn thực hiện các cái giới thiệu các cái chức năng ở trong. Đây thì mình đã cấp nguồn cho module. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn set. Đấy, đầu tiên các bạn để chọn chế độ, các bạn nhấn nút set đây. Đây sẽ có hai phím cộng và trừ để các bạn thực hiện thay đổi, tăng giảm các cái lựa chọn và thay đổi các chế độ. Để nhấn set. Để vào đầu tiên, đây là TM. Đây là mã của cái ấy, đây là TM. Đây là chỉ là ký hiệu trên đèn LED LCD trên LED bảng anh thôi. Còn đây là mã của nó, TM Time Unit, nghĩa là chế độ là lựa chọn cấu hình định dạng thời gian. Ở đây có hai định dạng, đó là 0 và 1. 0 và 1 thì 0 là giây và 1 là phút. Mình sẽ định dạng là giây, đây là 0. Chế độ tiếp theo là RU, thì đây là chế độ Working Mode, nghĩa là chế độ làm việc. Thì ở đây có 5 chế độ làm việc, từ 0 đến 4 và 4. Thì các cái chế độ làm việc rõ hơn thì mình sẽ nói sau. Sẽ có 5 chế độ làm việc. Tiếp theo đến là DE. Đây là chế độ Relay Open Time, nghĩa là thời gian mà delay sẽ bắt đầu hoạt động. Là sau 5 giây thì delay sẽ hoạt động, delay sẽ đóng. Đấy. Các bạn có thể lựa chọn thời gian. Các bạn có thể lựa chọn thời gian rất là dài. Thì cái khoảng cài đặt của các bạn được cài đặt từ 0 đến 999. Tiếp theo đến là chế độ CL. Đây là chế độ Relay Close Time, nghĩa là thời gian mà delay các bạn sẽ tắt đi, không hoạt động nữa. Đấy, như vừa đấy các bạn sau 5 giây thì nó sẽ hoạt động rồi. Thì nó sẽ cái trạng thái CL này sẽ giúp cái delay các bạn sẽ hoạt động trong bao lâu. Mình sẽ để đây là 10, nghĩa là 10 giây. Khoảng thời gian cài đặt cũng là từ 0 đến 999. Chế độ tiếp theo là chế độ LP, là chế độ chu kỳ vòng lặp. Đấy, thì ở đây các bạn có thể cài đặt vòng lặp bao nhiêu vòng lặp tí, khoảng từ 1 đến 999. Thì mình sẽ để vòng lặp là 2. Mình sẽ cho lặp 2 lần. Đấy. Là mình sẽ đi sâu hơn vào phần thiết lập các cái chế độ. Đấy. Bây giờ mình sẽ vào thiết lập chế độ. Đầu tiên là chế độ 0. Thì ở chế độ 0 là kích tín hiệu liên tục vào module thì sẽ đóng ngắt với vòng lặp vô hạn. Nên là các bạn chỉ cần kích tín hiệu vào chân trích ở đây thì vòng lặp mình vừa cài đặt vừa rồi nó sẽ lặp vô hạn. Mình sẽ kích thử. Đấy. Các bạn đấy,
vòng lặp bắt đầu lặp. Nó sẽ cứ lặp như vậy. Sau 5 giây thì delay sẽ đóng và sau 10 giây thì delay sẽ ngắt. Nó cứ lặp đến khi nào mình thoát click, mình thoát cái kích tín hiệu này thôi, hoặc là mình sẽ thay đổi chế độ. Đấy. Như vậy là mình vừa cho module delay khoảng tầm 3 lần, mặc định của mình cài đặt là 2 lần, nhưng nó đã thực hiện delay khoảng tầm 3 lần đổ lên, đây là lần thứ tư. Đấy, thì nó sẽ lặp vô hạn đến khi nào mình thoát, mình không kích nữa thì thôi. Đấy. Mình chuyển sang chế độ tiếp theo, là chế độ 1. Ở chế độ 1 thì khi các bạn kích tín hiệu một lần, sau đó bỏ tín hiệu kích, thì delay sẽ đóng ngắt vòng lặp là một lần. Chứ là chỉ các bạn chỉ kích một lần thôi, kích vào các bạn nhả ra ngay. Đấy. Còn khi lỡ mà các bạn kích, các bạn giữ ở đấy thì nó sẽ không hoạt động, nó sẽ đứng ở đấy, nó không hoạt động. Đấy, nó sẽ thực hiện vòng lặp một lần. Sang chế độ thứ hai, chế độ số 2 thì chế độ này là các bạn kích tín hiệu một lần, sau đó bỏ tín hiệu kích thì delay sẽ đóng ngắt với vòng lặp đã cài đặt. Nghĩa là khi mình kích tín hiệu chân trích thì nó sẽ chạy vòng lặp như cài đặt của mình là 2. Nghĩa là nó sẽ lặp lại 2 lần. Này 2 lần. Một lần thực hiện đóng mắt 2 lần. Tiếp tục mình sẽ chuyển sang chế độ thứ 3. Thì chế độ thứ 3 này tương tự như chế độ thứ 2, nhưng các bạn không cần phải kích tín hiệu. Cài đặt xong, module tự động thoát và chạy. Bạn sẽ không cần phải kích bất kỳ tín hiệu nào cả, nó sẽ tự đóng ngắt với vòng lặp đã cài đặt. Đấy. Nghĩa là mình đã cài đặt 2 lần, nó sẽ tự đóng ngắt với vòng lặp là 2 lần. Chế độ thứ tư. Thì ở chế độ thứ tư này, khi các bạn kích tín hiệu một lần, sau đó bỏ tín hiệu kích, thì module relay sẽ đóng ngắt với vòng lặp là 1, nghĩa là sẽ tương tự với chế độ thứ nhất. Đấy, sẽ kích nhả thì nó sẽ thực hiện như chế độ thứ nhất, nghĩa là nó sẽ thực hiện vòng lặp là 1 lần. Đấy. Vậy nếu như mình giữ chế độ thứ hai, mình chẳng cách khác, nếu mình giữ ở chế độ 4, nếu mình giữ kích tín hiệu liên tục thì đồng hồ sẽ đếm từ 0 đến 999 liên tục. Đấy, nó sẽ đếm đến 11 rồi. Như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn xong về module delay DLM610. Chúc các bạn có những trải nghiệm tốt nhất với sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.